Màn đêm dần buông xuống, mọi thứ chìm vào màn đêm xanh dịu dưới bầu trời lấp lánh ánh sao. Trong một ngôi nhà xinh xắn, ấm cúng, ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, bình dị, một cậu bé đáng yêu đang được mẹ đọc truyện cho nghe trước khi ngủ. Đó là một tác phẩm kinh điển, Cô bé quàng khăn đỏ. Câu chuyện kể về một cô bé đi xuyên rừng đến nhà bà và bị con sói lớn xấu xa tấn công. Một câu chuyện cổ với thông điệp quan trọng cho mọi người trong bất kỳ lứa tuổi nào. Chúng ta nên sợ hãi những gì ẩn nấp trong bóng tối, vì những gì ở đó thường chờ đợi và quan sát với đôi mắt thèm khát. Trong khi cậu bé nằm trên giường, ôm chặt lấy đầu chăn, mẹ cậu tiếp tục kể cho cậu về câu chuyện. Bà mô tả cô gái nhỏ bé trong chiếc khăn quàng đỏ, tay cầm một chiếc sỏ nhỏ bằng liễu gai, loạng choạng trong bóng tối. Con sói với đôi mắt to và đói khát len qua bóng tối của cây cối, theo dõi mọi hành động của cô. Cậu bé gần như không thể kìm được nỗi sợ hãi của mình khi cô bé quàng khăn đỏ mở cửa ngôi nhà tranh cũ của bà cô và đi vào bên trong, nơi cô nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Bà của cô ấy trông rất khác, đôi mắt to bự, cái mũi đen ngòm, ướt nhẹt, những chiếc răng khổng lồ, khủng khiếp đó, rỉ nước bọt. Mồm bà to thế để bà nuốt cháu dễ hơn đó cháu yêu à. Mẹ của cậu cảm nhận được rằng con trai của mình đang không ổn lắm và thấy rằng cậu đang dùng mình phía dưới chăn. Bà đóng sách lại, mỉm cười và khẳng định rằng câu chuyện sẽ có một kết thúc có hậu. Điều này không thể xoa dịu được sự sợ hãi đang ngày càng xâm chiếm đứa bé. Có thể nào con sói lớn xấu xa đang đợi bên ngoài cửa sổ, nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực, hung hãn đó không? Cửa sổ có thực sự giữ chân được một con quái vật như vậy không? Cậu ấy không chắc lắm. Mẹ hôn lên trán và nói với cậu rằng nếu cần bất cứ thứ gì thì bà và bố cậu ở ngay dưới hành lang thôi. Gần đây, cậu ấy hay gặp ác mộng, nhưng đó chỉ là mơ thôi. Những cơn ác mộng, tất cả đều ở trong đầu cậu ấy. Không có gì trong đó thực sự có thể làm tổn thương cậu cả. Cậu ấy giờ đang ngủ một mình, run rẩy trên giường, cố gắng tập trung vào ánh sáng của chiếc đèn ngủ nhỏ xíu trên tường. Một người bạn nhỏ phát sáng sẽ trông chừng và giữ cậu an toàn. Bố và mẹ cậu đã lắp nó cho cậu ấy khi cậu ấy nói với họ rằng cậu sợ bóng tối. Nhưng bóng tối trong căn phòng này vẫn nhiều hơn là ánh sáng. Cánh cửa tủ quần áo của cậu đột nhiên mở ra và cậu cắn lưỡi để kiềm chế một tiếng hét. Đó là một cánh cửa cũ, đôi khi nó tự mở ra. Không có gì phải lo lắng, không có gì phải lo lắng cả. Đó là câu thần chú mà bố mẹ cậu truyền cho cậu trong những lần trước khi cánh cửa này mở ra. Ngay cả khi trong bóng tối, cậu bé có thể phát hiện ra điều gì đó. Nó trông giống như một trong nhiều chiếc bóng khác do đèn ngủ tạo ra, nhưng nó lại khác. Một thứ gì đó tối hơn bóng tối và nó đang di chuyển, trượt ra khỏi tủ quần áo của cậu. Một làn sương mù có hình dạng giống như một sinh vật không thể biết được. Không có gì phải lo lắng, không có gì phải lo lắng cả, cậu ấy tự nói với bản thân nhiều hơn. Sương mù bao phủ hoàn toàn tủ quần áo của cậu và nó bắt đầu đến gần giường của cậu hơn. Khi nó bay lên khỏi sàn, cậu bé có thể nhìn thấy thứ gì đó trong sương mù. Cậu ta có thể nhìn thấy đôi mắt. Đôi mắt to, phát sáng và khát khao, giống như đôi mắt của một con sói to, xấu xa, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu ta mở miệng hét lên, nhưng chỉ phát ra một tiếng ngáp. Cậu ấy muốn đứng dậy và chạy đến phòng bố mẹ ở dọc hành lang, nhưng cơ thể cậu lại rất nặng nề. Cử động của cậu ấy rất chậm chạp và uể oải. Cậu ta không thể di chuyển, và đôi mắt của con quái vật làm bằng bóng tối cứ tiến lại gần hơn. Không có gì phải lo lắng, không có gì phải... Mẹ, bố, xin hãy giúp con. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm là nghĩ về việc la hét, không thực sự gây ra bất kỳ tiếng động nào khi nhắm mắt lại và trôi vào vùng đất của những giấc mơ. Cậu ta mở mắt ra và thấy rằng cậu ta đang đứng trong một khu rừng tối và vô tận. Những tán cây cao vút vươn lên trên bầu trời đen kịt và không một vì sao, nhưng có điều gì đó không ổn với chúng. Các thi thể, hàng trăm con, già cỗi và không còn nguyên vẹn bị đâm xuyên bởi các cành cây. Khuôn mặt của chúng trông giống như đang thét lên. Một chất lỏng đen sền sệt chảy ra từ một số thi thể, đọng lại thành vũng hắc ín quanh chân cậu ta. Khi cậu nhìn xuống, cậu ấy thấy mình đang mặc một bộ đồ cũ. Kỳ lạ, áo sơ mi của cậu màu đỏ tươi. Có một tiếng cầm cừ trầm thấp phía sau cậu như tiếng sấm, giống như một trận động đất ầm ầm. Đây phải chết chóc. Cậu có thể cảm thấy sự rung chuyển đến tận xương của mình. Di chuyển chậm rãi, như thể cậu đang ở dưới nước. Cậu ta quay lại và thấy con quái vật đang lù lù đằng sau mình. Một con sói quái vật khổng lồ được tạo ra từ bóng tối, răng như thủy tinh đen lởm chởm, đôi mắt sáng rực và thèm thuồng. Cậu chưa bao giờ kinh hãi đến thế trong cuộc đời mình như lúc này. Khi đứng trước con quái vật dường như là hiện thân của nỗi sợ hãi, hiện thân của một nỗi sợ sâu sắc, nguyên thủy nhất.
con quái vật ám ảnh giấc mơ của bao cậu bé cô bé đầy sợ hãi. Nó lại gầm gừ và cậu bắt đầu chạy, nhưng đó không phải là chạy thật, đó là chạy trong mơ, như thể trọng lực quá mạnh. Chậm rãi và dồn dập trong không khí dày đặc, tù túng, cậu ta tiếp tục vượt qua lực cản xung quanh mình. Nhưng con sói được tạo ra từ bóng tối rất nhanh. Nó len lỏi qua những tán cây, miệng nó ướt nướt vì đói, đôi mắt nó tỏa sáng, ánh sáng mờ ảo như ánh đèn ngủ trong phòng ngủ của cậu. Cậu ta chạy tưởng như hàng giờ đồng hồ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cho đến khi cuối cùng cậu ta có thể nhìn thấy cứu tinh ở phía xa, một ngôi nhà đứng giữa bãi đất trống trong rừng. Nhưng đó không phải là nhà của ai khác, mà đó là nhà của cậu. Theo logic của giấc mơ, cậu biết rằng bố và mẹ cậu sẽ ở bên trong. Họ sẽ giúp cậu, họ sẽ cứu cậu an toàn khỏi con quái vật. Cậu ấy chỉ cần đến đó, cậu ấy chỉ cần sống sót. Cuối cùng, cậu ta đến được cửa trước và cố gắng mở nó ra, nhưng nó bị khóa. Vì vậy, cậu ta lấy tay đấm vào gỗ, la hét và khóc lóc đòi bố mẹ. Cậu ta nhìn qua vai và thấy con sói trong bóng tối đang lao về phía mình qua bóng tối của khu rừng. Bàn chân khổng lồ sẫm màu của nó chạm đất với tốc độ và lực như của những phát súng, đến gần hơn và gần hơn. Với một cú đấm tuyệt vọng cuối cùng, cánh cửa nhà của cậu ta cuối cùng cũng mở ra và cậu ngã qua nó. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu khi chạm sàn và tiếng sói biến mất. Cậu ta đứng dậy và nhìn ra cửa sổ gần đó để thấy rằng không có khu rừng nào bên ngoài, chỉ là khu vực mà cậu đang sống, với bầu trời không có sao. Cậu ấy nhìn xuống và thấy mình không mặc những bộ quần áo cũ kỹ lạ lùng đó nữa, chỉ là bộ đồ ngủ đã được mặc khi cậu đi ngủ. Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường chưa? Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ? Cậu ta thử bật công tắc đèn gần đó, nhưng không có gì xảy ra, vẫn còn tối. Nỗi sợ hãi đó quay trở lại. Nếu đó là một giấc mơ, điều gì đã tạo lên tình trạng hiện tại? Cậu ta bắt đầu đi lên cầu thang, gọi mẹ và bố của mình, nhưng không có phản hồi. Cậu leo lên cao hơn nữa, đi dọc hành lang về phía cửa phòng ngủ của họ. Hành lang có vẻ dài hơn so với cậu nhớ rất nhiều, nhưng vì lý do nào đó, cậu không bao giờ dừng lại để đặt câu hỏi về sự khác biệt. Cậu ấy chỉ muốn gặp bố mẹ mình. Không lâu sau, cậu bé đến cửa phòng ngủ của bố mẹ và mở nó ra. Căn phòng rất tối, nhưng cậu có thể nhận ra hình dạng của họ đang nằm trên giường. Cậu ấy tiến lại gần, gọi họ một lần nữa, nhưng không có phản hồi. Thay vào đó, cậu ta chỉ nghe thấy một âm thanh khò khè khủng khiếp, giống như không khí thoát ra từ một quả bóng. Khi mắt cậu bắt đầu thích nghi với bóng tối, cậu thấy có điều gì đó không ổn xảy ra với cả bố mẹ mình. Họ giờ đã già và gầy, với làn da vàng vọt, ốm yếu như xương sẩu. Đôi mắt trắng đục nằm sâu trong khuôn mắt họ, chỉ nhìn thấy thôi cũng khiến cậu phải há hốc mồm. Đầu họ từ từ quay lại với những tiếng răng rắc thành tiếng. Ngực của họ phập phồng trong cùng một nhịp thở chậm rãi. Cả hai đều trông rất đau đớn. Cậu bé bắt đầu khóc. Họ vẫy gọi cậu lại gần hơn, muốn an ủi cậu, nhưng cậu quá sợ hãi do ngoại hình của họ nên không thể tiến thêm một bước nào. Mẹ cậu hé đôi môi để lộ hàm răng mục nát và nói: "Con yêu, mẹ rất xin lỗi, nhưng mẹ và bố không thể chăm sóc cho con được nữa. Chúng ta thậm chí không thể ở đây lâu hơn nữa. Chúng ta cần phải đi. Ta xin lỗi vì chúng ta không có thêm nhiều thời gian nữa." Cậu bé có thể nhìn thấy bố mẹ mình già đi theo từng giây, ngày càng gầy đi, ốm yếu và bệnh hơn ngay trước mặt. Sự thương cảm và sợ hãi của cậu lớn hơn sự ghê tởm, và cậu bước tới để hôn lấy họ. Họ lạnh kinh khủng. Cậu nắm chặt tay mẹ, nhưng cậu có thể cảm thấy xương đang dần biến thành cát bụi bên trong làn da mỏng như tờ giấy của bà. "Sẽ ổn thôi con yêu," bà thì thầm, giọng khan khan và giòn trong những giây phút cuối cùng. "Bà của con sẽ chăm sóc con từ bây giờ." Đó là khoảnh khắc cậu lại nghe thấy tiếng động đó ở sau lưng, tiếng gầm gừ khủng khiếp đó. Khi cả bố mẹ cậu đều trở thành bụi trên giường, cậu quay lại và nhìn thấy con sói được tạo thành từ bóng tối đó, đứng chắn ngay cửa. Nó có vẻ còn to hơn khi ở trong đây. Nó đi qua cửa, nước bọt đen đặc chảy ra từ những chiếc răng nanh sắc như gươm của nó. Cậu cố gắng lặp lại cùng câu thần chú đó với chính mình: "Không có gì phải lo lắng cả, không có gì phải lo lắng cả." Nhưng đột nhiên, cậu ta hụt hơi khi một móng vuốt khổng lồ bóng tối ôm chầm lấy người cậu ta. Nó nâng cậu ta lên khỏi mặt đất cho đến khi cậu có thể cảm thấy hơi thở của con thú trên mặt mình. Nhưng nó không nóng như tưởng tượng, nó lạnh như băng, giống như một cơn gió thoáng qua trong bờ vực tuyết sâu thẳm. Con quái vật nói với giọng trầm khàn ra lệnh: "Chỉ những đứa trẻ may mắn mới có thể tỉnh dậy từ một giấc mơ như thế này. Và không phải ai cũng may mắn."
tất cả những gì cậu ta có thể làm là hét lên khi hàm một con sói khép lại quanh đầu cậu ta. Nhưng không có một ai có thể nghe thấy. Cậu ta bị nuốt chửng vào bóng tối của con quái vật, và chẳng bao lâu nữa, cậu ta chẳng là gì cả. Trong thế giới thực, mặt trời mọc, buổi sáng chim hót véo von, báo thức vang lên. Nhưng khi mẹ của cậu kiểm tra giường của cậu vào sáng hôm đó, nó trống rỗng. Cậu ấy đã biến mất, không một dấu vết, trong sự hoang mang cả ngày, tuần và tháng sau đó. Trong cuộc tìm kiếm rộng lớn mà chẳng thấy gì, và cậu bé kém may mắn đó đã không bao giờ được nhìn thấy nữa. Bố mẹ cậu ấy thậm chí còn không bao giờ hỏi: "Chúng ta đã để cánh cửa tủ quần áo đó mở, đúng không?" Bạn có từng gặp những giấc mơ đáng sợ khi còn nhỏ không? Nỗi kinh hoàng ban đêm không có gì đáng xấu hổ. Nó thực ra không chỉ là một sự phiền não bình thường. Có lẽ đó chỉ là một ký ức mơ hồ huyền ảo trong tâm trí của bạn khi thức dậy, hét lên khi bố mẹ bạn bật đèn, an ủi và nói với bạn rằng đó chỉ là giấc mơ tồi tệ và không có gì hơn. Nhưng nếu không thì sao? Nếu đó là SCP-080, thực thể hư ảo này được một số người đã từng làm việc với nó đặt biệt danh là thực thể bóng đêm, là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi đứa trẻ. Và nếu bạn cho nó cơ hội thì nó cũng là cơn ác mộng tồi tệ nhất của người lớn. Đó là bởi vì sinh vật màu đen giống như khói này có khả năng dị thường gây buồn ngủ cực độ cho bất kỳ ai ở gần nó trong bóng tối hơn 30 phút. Ngay sau khi chìm vào giấc ngủ, nếu không có ai đến và giải cứu nạn nhân bằng bật đèn, họ sẽ phải trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Trên thực tế, kinh khủng đến mức những người từng trải qua cơn ác mộng này và sống sót thường trải qua chấn thương tâm lý suốt đời, không thể chữa lành. Nhưng nhìn chung với thực thể này, những người thức dậy vẫn là những người may mắn. Nếu bạn không may mắn, giống như cậu bấy biến mất khỏi giường của mình, bạn sẽ biến mất vĩnh viễn, bị SCP-080 nuốt chửng. Bản thân sinh vật này rất khó để nhìn thấy chính xác do không có hình dạng cố định và do thực tế là nó chỉ xuất hiện trong bóng tối. Nhưng những người đã nhìn thấy nó dường như chỉ có thể nhớ được một chi tiết quan trọng: đôi mắt phát sáng trong làn khói. Vì ưa thích những nơi tối tăm, SCP-080 thường trú ẩn trong tủ quần áo và gầm giường, nơi nó có thể biến mất khỏi tầm mắt. Ánh sáng chói tự động khiến sinh vật biến mất và xuất hiện ở nơi khác. Và do đó, nếu bạn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ bất thường trong bóng tối, thì việc bật đèn là điều tốt nhất nên làm. Nhưng đây phải lấy những ánh đèn sáng, ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ tiêu chuẩn dành cho trẻ em không đủ mạnh để xua đuổi sinh vật này. Tổ chức SCP đã tiến hành một loạt các thí nghiệm với hy vọng xem liệu SCP-080 có bất kỳ loại cơ thể vật chất thực sự nào hay không, và liệu con người có thể tương tác với nó một cách an toàn hay không. Trong lần đầu tiên của những thí nghiệm này, một chàng trai 19 tuổi cấp D được cử vào phòng kín để tương tác với SCP-080. Không có gì ngạc nhiên, cậu ta ngay lập tức trở nên vô cùng đau khổ khi nhìn thấy hình bóng với đôi mắt phát sáng đang hình thành trong bóng tối. Cậu mô tả nó có hình dạng giống con người, nhưng quá lớn để là một con người. Cậu ta cầu xin được thả ra khỏi phòng, nhưng đến lúc này, cậu ta bắt đầu ngáp và cơn buồn ngủ ập đến. Các nhà nghiên cứu đang tiến hành thử nghiệm muốn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và cuối cùng, lời cầu xin được thả của cậu ta đã im bặt rồi cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Cuối cùng, khi lính canh được cử đến để kiểm tra cậu, họ không tìm thấy gì cả. Không có gì còn sót lại của nhân viên cấp D. Cậu ta đã bị SCP-080 nuốt chửng, giống như rất nhiều người khác. Tiếp theo, một nhân viên cấp D nữ, 30 tuổi, được cử vào phòng của SCP-080. Khi cô ấy có thể nhìn ra sinh vật với đôi mắt phát sáng, cô đã được hướng dẫn để thử chạm vào nó. Cô làm theo mệnh lệnh, tuy nhiên, khi chạm trực tiếp vào thực thể này, cô ấy ngay lập tức bất tỉnh. Cô ấy nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng vì tổ chức muốn đảm bảo rằng họ có thể phỏng vấn cô hơn là để SCP-080 nuốt chửng cô ấy. Theo một cuộc kiểm tra thể chất do các bác sĩ của tổ chức, cô ấy đã không gặp phải tác động vật lý nào. Tâm trí cô lại là một câu chuyện rất khác. Cô ấy đang sống trong tình trạng hoang tưởng và hoảng loạn tột độ. Trong cuộc trao đổi với một nhà nghiên cứu của tổ chức, cô ấy đã gặp khó khăn khi kể lại chính xác những gì đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm của mình với SCP-080. Khi bắt đầu nhớ lại, cô ấy bắt đầu la hét kinh hoàng và la hét về việc họ sẽ cố gắng đưa cô ấy trở lại với con quái vật. Sau đó, không một lời cảnh báo trước, cô ấy nhảy qua bàn và bắt đầu tấn công nhà nghiên cứu, buộc những người bảo vệ phải tham gia can thiệp. Và thật không may, họ buộc phải xử lý cô ấy. Có vẻ như đây luôn là hiệu ứng đã được dự tính trước cho sự bộc phát của cô ấy. Cô ấy thích cái chết từ một người bảo vệ của tổ chức hơn là trải nghiệm SCP-080 một lần nữa. Tuy nhiên, thử nghiệm vẫn tiếp tục và một đối tượng thứ ba được đưa vào phòng. Một nam thanh niên cấp D, 24 tuổi, sử dụng một loại amphetamine cực mạnh để hy vọng tránh được tác dụng gây buồn ngủ của SCP-080. Tuy nhiên, điều này dường như không hiệu quả và theo thời gian,
cơn buồn ngủ tương tự bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, chất amphetamine vẫn gây ra mức độ hung hăng cao hơn và nhân viên cấp D bắt đầu thể hiện ý định bạo lực đối với SCP-080. Anh đến gần và định tấn công nó, nhưng khi nắm đấm chạm vào thực thể, anh lập tức gục xuống. Khi người ta tìm thấy thi thể của anh ta, người ta phát hiện ra rằng anh ta chết vì một cơn đau tim lớn đột ngột. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, khi các nhân viên của tổ chức khám nghiệm thi thể của anh ta, họ cho biết họ cảm thấy rất khó chịu và không thoải mái, như thể họ đang bị theo dõi. Nhóm truy xuất cũng báo cáo rằng họ nhận thức sâu sắc về việc SCP-080 đang theo dõi họ khi họ ra khỏi phòng với cơ thể của nhân viên cấp D. Sự hiện diện đơn thuần của SCP-080 sau đó bắt đầu gây ra vấn đề cho một số nhân viên tại khu quản thúc. Các nhà nghiên cứu được giao nhiệm vụ cho SCP-080 đã báo cáo những giấc mơ kỳ lạ và đáng lo ngại, và chúng xảy ra với mức độ thường xuyên, bất thường, làm gián đoạn giấc ngủ, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của họ. Điều này dẫn đến việc họ phát hiện ra khả năng SCP-080 có thể có một số loại hiệu ứng lan tỏa nguy hiểm có thể tồn tại giữa các nạn nhân của nó ngay cả khi họ không ở gần nó. Sau khi nhà nghiên cứu chính trong nhóm bị tai nạn giao thông qua đời, tất cả các nhân viên làm việc trong khu vực của SCP-080 bắt buộc phải ghi nhật ký về các giấc mơ để có thể phát hiện ra những giấc mơ bạo lực hoặc đáng lo ngại. Mọi thứ vượt quá tầm tay, giống như họ đã làm với nhà nghiên cứu chính. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu sẽ không phải là người cuối cùng mất mạng trên SCP-080. Hai nhà nghiên cứu đứng ngay bên ngoài rèm che cửa, quan sát SCP-080 trong 40 phút, tin rằng sự phân cách sẽ giữ an toàn cho họ khỏi những tác động bất thường tiêu cực của SCP-080. Họ đã sai lầm khủng khiếp. Cả hai dường như đã ngủ quên trong khu vực quan sát, và khi một nhà nghiên cứu khác sau đó vào phòng, họ phát hiện ra rằng thi thể của họ đã biến mất. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, tất cả mọi người làm việc trong khu vực đó đều nhận thấy rằng họ đã có một đêm ngon giấc hơn sau vụ việc. Các nhân viên được nhắc nhở phải thận trọng tối đa bất cứ khi nào giao tiếp với SCP-080. Sự tiếp xúc trực tiếp của họ không bao giờ được quá 30 phút trong bất kỳ trường hợp nào. Ngay cả bộ phận nhân viên, vì một số lý do, hoàn toàn không thể nhìn thấy SCP-080 và dường như bằng cách nào đó miễn nhiễm với các tác động của nó. Với thực tế là mọi người xung quanh khu vực bắt đầu cảm thấy tốt hơn sau sự cố kỳ lạ liên quan đến hai nhà nghiên cứu mất tích. Các nhà nghiên cứu đã xin phép Hội đồng ONAM cho phép nuôi quái vật bằng nhân viên cấp D mỗi tháng một lần để loại bỏ những tác hại mà nó gây ra với sức khỏe tâm thần của nhân viên trong khu vực. Bất chấp sự phản đối của Ủy ban Đạo đức, một thành viên hội đồng đã chấp thuận biện pháp này. SCP-080 được chứa trong một căn phòng 4x4m với một phòng chứa nhỏ hơn nằm ở bức tường phía nam để dễ dàng tiếp cận nghiên cứu. Cũng có một phòng quan sát trên bức tường phía bắc được ngăn cách bằng rèm cản sáng để ngăn chặn ánh sáng lọt vào và phân tán SCP-080. Quy trình quản thúc quy định rằng SCP-080 không bao giờ được đưa ra khỏi buồng trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ thiết bị tạo ra ánh sáng nào cũng bị cấm. Mặc dù tổ chức hiện đang nhốt con quái vật này với nhiều ổ khóa và chìa khóa, nhưng tất cả những gì cần làm là một tia sáng đi lạc để giải phóng nó một lần nữa. Điều này đã đảm bảo rằng nó được xếp loại là Euclid. Tất cả các thành viên của nhân viên cũng được nhắc nhở đừng gọi sinh vật này là ông kệ nữa. Rốt cuộc, việc đó chẳng khác gì trao thêm sức mạnh cho một sinh vật thao túng nỗi sợ hãi như vậy. Và điều cuối cùng chúng ta muốn là SCP-080 có nhiều sức mạnh hơn những gì nó đã có. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-1471, Malo phiên bản 1.0.0, một SCP khác sẽ không để bạn yên khi nó đã đưa bạn vào tầm ngắm. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.